Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 39 người chết vẫn bỏ xứ ra đi, 5 xã tỷ phú nhận tiền xây biệt thự. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh trên khắp nơi trên thế giới đăng tải. Đó là việc 39 xác chết cứng vì ngạt và lạnh được xác nhận tại Anh qua một chiếc container đông lạnh. Và truyền thông quốc tế đã đăng tải liên tục những hình ảnh đó. Và ngay ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chứng kiến hình ảnh quốc tế đưa lên những cái biệt thự sang trọng từ những vùng quê Nghệ An, nơi được cho rằng là quê hương của nhiều người đã chết trong số 39 xác bị đông lạnh tại Anh trong thời gian vừa qua. Và hình ảnh mà bài báo quốc tế đã đưa như sau. Đây là hình ảnh của họ đã đăng tải. Vụ 39 người chết, người Việt đi làm lậu có phải vì nghèo hay không? Đây là câu hỏi họ đặt ra. Đây là hình ảnh của một ngôi nhà tại Nghệ An cho thấy không phải tất cả người dân Nghệ An đều giàu có. Chuyến thăm nhà các gia đình nghi có người thân trong vụ 39 người chết ở Yên Thành, Nghệ An đã cho thấy một khung cảnh bất ngờ. Trái với suy nghĩ của một số người rằng đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có động cơ về tài chính lớn đến mức nhiều người sẵn sàng mạo hiểm chọn con đường sang châu Âu làm việc trái phép. Nhưng những gì mà nhà báo Jonathan Hed chứng kiến là nhà lầu và xe hơi tại huyện Yên Thành, nơi đã có 5 gia đình trình báo có con bị mất tích. Và những gì phóng viên này thấy có thể là rất chính xác. Và đây chúng ta tiếp tục chứng kiến những hình ảnh mà phóng viên này đã đưa lên cũng như bài báo của họ là những ngôi nhà ở những cái ngôi làng tỷ phú với những biệt thự rất lớn. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ ở trong những làng quê Việt Nam ở miền Trung này. Trong bài báo Làng tỷ phú Việt Nam, tiền người nhà gửi về mua được cả dinh thự, nhà báo James Preston từ hãng Reuters của Anh dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An nói 70-80% biệt thự tại đây được xây dựng từ tiền gửi từ nước ngoài đưa về. Nếu người làm việc ở Việt Nam kiếm bằng đồng tiền đồng thì phải mất rất lâu để xây được những biệt thự hoành tráng như thế này. Ông Nguyễn Văn Hà đã nói như vậy với phóng viên Reuters. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh những căn biệt thự rất lớn và phải nói rằng những cái tòa nhà này khi đang được báo chí quốc tế và châu Âu đăng tải thì ngay cả những người châu Âu họ cũng rất sững sờ vì không thể xây được những tòa nhà lớn như vậy nếu chỉ làm việc một cách hết sức bình thường. Và đây là quả là một số tiền rất lớn và họ cũng không hiểu tại sao những cái người Việt Nam khi đi ra nước ngoài và làm rất nhiều những công việc như là ngành neo, ngành đồ ăn mà lại có thể xây được ngôi nhà rất lớn như thế này tại quê hương. Vậy cái sự chứng minh lượng tiền đó ở đâu ra thì đây là một câu hỏi rất lớn ngay cả cho những cái sở thuế của những cái nước tại châu Âu và tại Anh. Và những người dân ở đây, ở những cái làng này dường như đã có rất nhiều tiền và họ nhận được số tiền này theo như ông trưởng xã nói rằng đó là từ nước ngoài gửi về. Và đây là hình ảnh các bạn thấy thêm. Đây là hình ảnh của làng tỷ phú tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Bài báo đã đăng tải. Người sang trước làm ăn rồi về đưa gia đình họ hàng theo sau. Cứ như thế, người dân Đô Thành kéo nhau sang Tây lập nghiệp. Có gia đình từ 3 đến 4 người con đều xuất ngoại. Tiền từ nước ngoài gửi về nhiều. Người dân bắt đầu xây dựng nhà lầu, biệt thự, mua sắm xe máy, ô tô. Và bài báo đã viết như vậy. Và với những hình ảnh này các bạn cũng đã thấy chứng kiến. Khi các nước châu Âu họ nhìn thấy thì quả thật là người dân ở Việt Nam từ những cái tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh đã sang nước ngoài và họ kiếm được rất nhiều tiền trong cái việc đó, chứ không hẳn là họ nghèo, vì quá nghèo họ đi. Và những cái điều này cũng còn đang, những cái tòa nhà này đang còn mơ ước của các nước châu Âu. Riêng một xã có tên là Đô Thành thì đã có, theo thống kê thì đã có trên 4.000 người đang làm việc tại các nước. Và thông tin một tờ báo của quốc tế cũng đã đăng tải rất rõ như vậy. Và đây là hình ảnh của vùng quê sầm uất với những dãy nhà cao tầng tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Và để có tiền gửi về cho gia đình, người lao động ở nước ngoài làm đủ mọi cách, đủ mọi nghề, từ kiểu vạn, công nhân, buôn bán, spa và những nhiều nghề khác. Nhiều người đi vài năm tích lũy được một số vốn lớn rồi về lại quê hương để lập nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành cho biết, vào năm 2018, xã Đô Thành có 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu. 1.047 người đi làm việc buôn bán tại Lào. 439 người đang làm việc tại các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Nhờ số tiền này, con em gửi về từ xa quê hương mà Đô Thành ngày càng thay ra đổi thịt. Toàn xã có hơn 4.000 hộ, thì 3/4 trong số đó có nhà 2 tầng trở lên. Hàng trăm hộ có biệt thự và xe ô tô rất lớn. Và điều đó ông Hà đã chia sẻ với phóng viên Reuters.
về điều này. Và với những hình ảnh này các bạn thấy rất rõ rằng vùng quê Việt Nam ở của Nghệ An thì rất là giàu có và những cái người dân đi đã gửi rất nhiều tiền về để xây dựng quê hương. Và đa số các hộ dân ở xã Đô Thành đều giàu lên vì xuất ngoại, cũng theo bài báo tại Reuters đã đưa tin. Đây là diện mạo của xã Đô Thành, Yên Thành ngày hôm nay. Và để gần lại các bạn thấy nhà thành dãy và san sát và rất lớn. Đây là cái điều rất đặc biệt và rất ngạc nhiên đối với cả những người ở châu Âu. Họ nhìn thấy không phải là nghèo nữa mà họ có lẽ ra đi vì mục đích có thể làm kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên bài báo của Dân Trí không đề cập cụ thể con đường đi nước ngoài của những người dân vùng Đô Thành là hợp pháp hay không. Một số báo ở Việt Nam còn ghi nhận hiện tượng này sớm hơn. Cụ thể như báo Sinh đã đăng bài báo Làng Đại Gia khiến nhà giàu thành phố cũng nể trọng từ năm 2014 về hiện tượng giàu có của xã Đô Thành nhờ đi Tây. Và đây là thông tin của báo quốc tế đăng tải. Và anh em họ hàng kéo nhau đi nước ngoài ngày càng đông bởi vì khi họ sẽ làm ăn được thì họ đều có những thông tin cho nhau. Và đây là hình ảnh tiếp theo. Ban đầu toàn xã cũng chỉ có vài người đi, về sau thấy làm ăn được nên họ kéo anh em họ hàng cùng xuất ngoại kiếm tiền. Cứ thế lượng người đi Tây ngày một tăng. Thời kỳ bấy giờ đi xuất khẩu lao động còn dễ nên cứ thấy làm ăn được là họ ồ ạt kéo nhau sang đó. Chính nhờ hướng đi này mà người dân nơi đây đã đổi thay một cách chóng mặt. Bài báo đã viết như vậy. Và đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ là đây là những cái thân nhân của những cái người ở tại Nghệ An được cho rằng đang đợi thông tin từ con em bị mất tích trong quá trình sang Anh thời gian vừa qua và có nhiều nghi ngờ rằng những người con của họ đã nằm trong số 39 người đã chết cóng và ngạt trên chiếc xe container đông lạnh tại Anh trong thời gian vừa qua. Và tại xã này, các biệt thự cao lớn và xe bóng lộn ra vào nườm nượp và hình ảnh phóng viên Reuters cũng đã hiện diện và trực tiếp chứng kiến. Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Đức Hòe ở xóm Đông Thị, xã Đô Thành với lối kiến trúc phương Tây cổ độc đáo, đây được xem là căn biệt thự khủng nhất vùng đất giá này, giá xây dựng đã lên đến nhiều tỷ đồng. Đây hình ảnh mà các bạn xem rất rõ là căn biệt thự của những người phải nói rằng có con cháu đi nước ngoài. Trưởng xóm Phú Vinh khi đó nói rằng nhờ nguồn lao động ngày càng nhiều và từ nước ngoài, xóm trở nên trù phú, giàu có, đời sống bà con cũng như cơ sở vật chất, hạ tầng được nâng lên rõ rệt. Bài báo đưa ví dụ, có 3 người con đi lao động ở nước ngoài đã đem tiền về xây cho gia đình một căn biệt thự đồ sộ tốn nhiều tỷ đồng từ lâu. Biệt thự xe con bóng loáng được người dân ở đây xem như một nhu cầu bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Và đây là một tâm sự của một người dân tại cái xã này đã nói như vậy với phóng viên. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng cuộc sống của họ rất tốt. Và giàu đến mức tỉnh Nghệ An còn cho đăng bài ca ngợi các xã tỷ phú đi Tây này. Và hình ảnh cũng như bài báo đó được đăng trên trang chính thức của tỉnh Nghệ An thấy rất rõ điều đó. Trang web du lịch Nghệ An của tỉnh thậm chí còn đăng bài viết top 5 xã giàu nhất Nghệ An với lời quảng cáo Nghệ An được biết đến là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Không những thế, nó có thể ít ai biết rằng Nghệ An còn là nơi có các làng xã được xếp hạng giàu nhất nước ta nữa. Họ rất tự hào về điều đó. Và tất nhiên là không thể vắng cái tên xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Chính vì vậy, khi những người dân trong khu vùng kém giàu hơn thấy những căn biệt thự xe hơi bóng lộn của hàng xóm, họ có thêm động lực để tìm đường sang trời Tây bất chấp mọi việc có thể xảy ra đối với họ. Nhưng không phải ai cũng may mắn, thậm chí còn mất mạng trên hành trình nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Và điều đó các bạn chứng kiến trong thời gian vừa qua rất rõ ràng. Và cụ thể nhất một hình ảnh điển hình tại Nghệ An. Đây là hình ảnh của chị Bùi Thị Nhung. Chưa có thông báo nào được xác minh, chị Loan nói, chỉ có những người thông tin trên Internet và mạng xã hội, nên chúng tôi vẫn chưa nguôi hy vọng. Chúng tôi biết rằng có 3 chiếc xe tải khác nhau đã đến Anh vào cùng thời điểm đó. Bởi vậy, chúng tôi vẫn hy vọng một phép lạ nào đó rằng Nhung hóa ra đang ở trên một chiếc xe tải khác. Chị Loan cho biết, Nhung là một người thông minh nhất trong 4 anh chị em. Bạn bè Nhung, rất nhiều người đã giúp đỡ cô gom tiền chuẩn bị cho cuộc hành trình. Bởi vậy, gia đình Nhung không phải thế chấp nhà hay bán bất cứ thứ gì. Còn bây giờ, họ bám vào hy vọng rằng tin tốt lành sẽ đến, hay trong trường hợp có tin xấu nhất, họ sẽ được giúp đỡ để đưa thi thể của Nhung về Việt Nam. Đây là điều mà rất là đặc biệt của làng quê này. Với những cô gái rất trẻ như vậy và họ đã phải ra đi để tìm cuộc sống mới. Và như đã thấy thì không phải ai cũng may mắn và có những người đã gặp hoàn cảnh như vậy. Và đặc biệt là có những người ra đi đã để lại vợ con mà không biết khi nào quay trở lại. Đây là trường hợp
của một người trong thời gian vừa qua cũng đã có lẽ nằm trong số 39 người đã chết trên chiếc xe container lạnh. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Tuấn, cha của Lê Văn Hà ở Yên Thành, Nghệ An, người được cho là nằm trong số 39 nạn nhân trong chiếc xe tải ở Access. Chuyện của Hà là câu chuyện điển hình của một chàng trai trẻ từ một vùng quê nghèo làm nông nghiệp ở Việt Nam. Hà cũng như hàng ngàn lao động khác đã quyết định tìm đường ra nước ngoài mưu sinh với giấc mơ có thể kiếm được công việc khá lương. Anh đi 3 tháng trước với đích đến là châu Âu, ngay trước ngày đứa con trai thứ hai của anh chào đời. Chuyến đi ấy sẽ phải mất 20.000 bảng Anh, tức là khoảng 25.000 đô la, trả cho đường dây đưa người ra nước ngoài. Đây là một khoản tiền không nhỏ mà gia đình họ đã phải cầm thế hai lô đất mới có thể vay được. Tất cả dồn hết vào một hy vọng rằng Hà sẽ kiếm được một công việc tốt và sau đó dành dụm trả nợ. Nhưng tất cả những hy vọng ấy nay đã tan tành hết cả khi họ nhận được hung tin rằng có thể anh Hà đã nằm trong số 39 người bị chết trên chuyến xe bất hạnh đó. Và mặc dù vậy, họ vẫn mòn mỏi chờ đợi tin con khi biết người thân có thể nằm trong số 39 người chết, nhưng cũng có thể nằm ở những chuyến xe khác mà đã đi chót lọt. Và đây là tiếp tục hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Đây là hình ảnh của bà Hoàng Thị Ái giơ điện thoại lên cho thấy một bức ảnh của con trai của cô đã mất tích là Hoàng Văn Tiếp từ Nghệ An. Một số gia đình có người thân mất tích ở Nghệ An đã lập bàn thờ sau khi mất liên lạc. Trong một số khác thì vẫn hy vọng người thân của họ không nằm trong số 39 thi thể đó. Một số thành viên của những tổ chức xã hội dân sự đã tìm cách tiếp cận các gia đình này để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, nhưng nỗ lực của họ đã bị nhà chức trách ngăn cản, theo tiến sĩ Thắng. Từ kinh nghiệm giúp đỡ những nạn nhân buôn người, ông nhận định sự ngăn cản này có thể là nhằm tránh sự xăm soi đối với những đường dây buôn lậu, lao động bất hợp pháp mà ông nói được nhà chức trách bảo kê. Chúng tôi có những chứng cớ cho thấy có những quan chức cấp cao, rất cao đã ra lệnh trả thù những người lên tiếng trình báo huyện hoặc chuyện buôn người để bắt về trừng phạt, luôn luôn có sự bảo kê, ông nói. Tôi không ngạc nhiên khi công an tới quấy nhiễu, cấm cản không muốn cho quốc tế biết vì họ sợ lộ, mất đường dây và chính họ cũng liên lụy, chưa kể là họ sẽ mất đi nguồn thu nhập lớn của họ, nhất là sau vụ Formosa ở Hà Tĩnh, môi trường bị ô nhiễm và bây giờ khi hoạt động buôn người trở nên tấp nập thì đấy là một nguồn thu rất lớn của các quan chức địa phương. Và chính quyền dường như muốn bưng bít sự thật phía sau cái chết của nhiều người được cho rằng đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ đã có hoạt động ngăn cản phóng viên quốc tế đến các gia đình tiếp cận nạn nhân để đưa tin ra thế giới. Tổ chức Ân xá quốc tế có trụ sở tại New York qua các nghiên cứu của mình cho rằng có lẽ đường dây đưa người vượt biên trái phép vào châu Âu có sự bảo kê tiếp tay của các quan chức Việt Nam. Cảnh sát Anh và Europol đã biết được điều đó và ông Bộ trưởng Tô Lâm dù rất sốt ruột nhưng vẫn phải chờ, chưa được phép tới London. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất cho các bạn vào những bản tin tiếp theo. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.